Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 5 tháng 9 thì đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đây là trận đấu ở trong vòng loại thứ hai của World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Thì từ trước đến nay những sự đối đầu giữa người Việt và người Thái dù là ở môn thể thao nào, trên đấu trường nào luôn tạo ra cho những người hâm mộ rất phấn khích. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở đây để gặp gỡ một nhân vật mà anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mang cho mình dòng máu Việt nhưng đã tập luyện môn võ của Thái và trở thành nhà vô địch thế giới ngay trên đất Thái Lan. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi gặp anh để xem là người đàn ông này sẽ chỉ ra cái bí quyết chiến thắng trước những người Thái Lan như thế nào. Vâng, xin chào võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Nguyễn Trần Duy Nhất có thể đưa một vài lời chào đến truyền hình Báo Thanh Niên không ạ? Xin chào người hâm mộ Báo Thanh Niên cũng như là người theo dõi kênh truyền hình Báo Thanh Niên. Vâng, thưa quý vị, đứng cạnh tôi lúc này là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, người đã có 7 lần vô địch Muay Thái thế giới. Và trong những lần đó, anh đã chiến đấu bằng hết sức mình trên ngay sân nhà của Thái Lan và anh đã đánh bại những võ sĩ xuất sắc của người của Thái Lan. Thì vào lúc này không biết là trước một cuộc đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển Thái Lan thì anh Duy Nhất có cảm xúc như thế nào với tư cách là một vận động viên thể thao và với tư cách là một fan hâm mộ ạ? Thực tại ở bóng đá Việt Nam hiện nay dưới thời dẫn dắt của thầy Bắc thì Nhất luôn tin tưởng đội bóng của Việt Nam của mình và với những cái lứa cầu thủ rất là hay cũng như là xuất sắc với lối chơi rất là thông minh và mạnh mẽ thì Nhất luôn luôn tin tưởng nền bóng đá Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai không xa thì bóng đá Việt Nam sẽ vươn ra tầm châu lục thế giới lớn hơn. Bản thân anh trong những cái lần chinh chiến với những võ sĩ người Thái Lan ở một sân chơi những giải đấu tầm cỡ châu lục thì những người Thái Lan họ khi thi đấu với anh họ có xu hướng tấn công hay là phòng thủ ạ? Những võ sĩ Thái Lan mà khi mà Nhất thi đấu thì họ có một cái lối đánh rất là mạnh mẽ và một cái lòng dũng cảm rất là lớn, cho nên là khi mà thi đấu với Nhất, bản thân Nhất thi đấu với những người võ sĩ Thái Lan đó thì mình phải chịu cái sự dồn ép cũng như là cái sự tấn công rất là nhiều của từ những võ sĩ Thái, cho nên là Nhất thường sử dụng những cái lối đánh như là di chuyển và phòng thủ sau đó là mới phản công lại, chứ còn mình thể hiện cái sức mạnh ra mà đánh tay đôi với họ thì thường không có cái phần thắng nhiều. Quả thật là người Thái luôn rất máu lửa dù là ở sân chơi nào hay là môn thể thao nào đi nữa. Vậy thì theo anh, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì như anh vừa nói, chiến thuật phòng ngự và chịu khó di chuyển chuyển sang môn bóng đá thì liệu đó có phải là một chiến lược khôn ngoan trong cái trận đấu vào ngày 5 tháng 9 không ạ? Chắc chắn rồi, dưới sự huấn luyện của thầy Bắc cũng như là sự dẫn dắt của thầy Bắc hiện tại thì thầy Bắc là một người rất là hiểu về cái con người Việt Nam cũng như là bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó thì thầy cũng tìm hiểu rất nhiều về bóng đá của Thái Lan và chúng ta đã có không ít lần mà có thể chiến thắng được bóng đá Thái Lan, nên là ở thời điểm hiện tại thì thầy Bắc cũng sẽ có những cái chiến thuật cũng như là những cái đội hình hợp lý để có thể mà khi mà người Việt Nam chúng ta thi đấu với người Thái Lan trong những đụng độ trận bóng sắp tới thì thầy Bắc sẽ có cái chiến thuật hợp lý để làm sao mình có thể giành được cái phần chiến thắng, cho nên là bản thân của Nhất sẽ rất là tin tưởng thầy Bắc cũng như là đội tuyển bóng đá Việt Nam. Với võ thuật thì chúng ta có những ngón đòn tủ, vậy thì với bóng đá, với trận đấu ngày 5 tháng 9 này thì anh tin tưởng vào lá bài nào trong tay thầy Bắc sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan? Hiện tại thì mỗi một vận động viên cũng như là một cầu thủ bóng đá trong đội tuyển Việt Nam mình họ đều giữ một cái vị trí rất là quan trọng và con át chủ bài mà Nhất vẫn thường theo dõi cũng như là mình cũng rất là thích đó là chính là cầu thủ Quang Hải. Thì anh ta có một cái lối đá rất là nhanh và mạnh mẽ, bên cạnh đó là những cái cú sút phạt của Quang Hải rất là tốt, cho nên là thầy Bắc sẽ tận dụng nhiều, bên đó là sự phối hợp của nhiều cầu thủ khác để giúp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mình sẽ thi đấu thành công. Vậy thì theo anh thì với sự tỏa sáng của Quang Hải như kỳ vọng của anh thì một tỷ số bao nhiêu sẽ là hợp lý với một trận đấu ở trên đất của người Thái? Lần này khi mà thi đấu trên đất người Thái thì cái sức ép cũng rất là lớn đến với đội tuyển bóng đá Việt Nam của mình. Nhưng mà một cái tỷ số chiến thắng sẽ chắc chắn là sẽ nghiêng về đội tuyển Việt Nam của mình. Nhưng mà Nhất nghĩ là sẽ không có nhiều, mình có thể là sẽ cách biệt một bàn. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, vận động viên Muay Thái. Và lần này khi bóng đá Việt Nam mình
gặp với bóng đá của Thái Lan thì nhất hy vọng và sẽ chúc mừng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mình sẽ có một chiến thắng thật là vinh dự cũng như là mạnh mẽ trước đội tuyển Thái Lan. Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.